mình là đại diện của nhóm ba lớp của cô Quỳnh. Mình là người đại diện nhóm, là nhóm thực hiện dự án giải đấu gây quỹ từ thiện dành cho người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam. Và hôm nay mình sẽ làm bài báo cáo về hiệu quả dự án và những cái tiến trình dự án mà tụi mình đã đạt được trong thời gian mà thực hiện dự án vừa qua. Mình xin giới thiệu về với mọi người, đây là bài báo cáo dự án SSG. Mình là nhóm ba với 4 thành viên là Đinh Văn Thành, Dương Hoàng Tấn Việt, Nguyễn Quốc Đạt và Nguyễn Quốc Huy. Mình sẽ giới thiệu ngắn sơ qua một dự án. Đây là dự án như hồi đó mình đã nói là một giải đấu được tạo ra với mục đích là từ thiện. Tài khoản để phí thi của thí sinh sẽ được sử dụng để phục vụ cho giải đấu và cũng như là việc từ thiện. Và tổ chức từ thiện tụi mình chọn lọc ở đây chính là quỹ từ thiện Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam, với chi nhánh hiện tại đây nằm ở văn phòng 2, quận 1, Sài Gòn. Nói sơ qua về tiến độ dự án, bên từ dự án của mình sẽ chia ra làm 4 mục chính là quảng bá cái dự án khi mà nó bắt đầu vào ngày 28/9. Ngày sau đó sẽ là ngày mở form đăng ký để thúc đẩy về số lượng đăng ký tham gia cũng như là cái mật độ phủ sóng trên mạng xã hội. Từ ngày 2/10 đến ngày 10/10 sẽ là diễn ra giải đấu gây quỹ, và hiện tại là đã kết thúc giải đấu và hoàn thành việc từ thiện cho quỹ từ thiện, và 4 mục trên đã được hoàn thành một cách nhanh gọn và đúng thời điểm. Nói sơ qua về hiệu quả quảng bá, trong thời gian đầu khi mà bắt đầu dự án thì tụi mình gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc mà quảng bá dự án đối với một đối đối với mọi người, tại vì đó là thời điểm khi mà các dự án ở những lớp khác cũng bắt đầu được phổ biến trên mạng xã hội, và cái việc chen lấn ở trong những cái dự án đó mà để được mọi người biết đến thì rất là khó khăn. Và khi mà làm trong những ngày đầu tiên thì mình có vẻ mình nhận ra được là dự án của tụi mình được mọi người biết đến chủ yếu thông qua việc mình có thể gọi là truyền miệng ở trên mạng xã hội, là kiểu như là một người đại biết thì sẽ chia sẻ và nói những điều kia, chứ không phải là vì bài viết của mình được mọi người biết đến, hay là bài viết của tụi mình được nhiều lượt tương tác hay là lượt like. Và ngày đầu tiên, ngày một và ngày hai thì cái doanh số thì nó không có được cao là mấy, và ngày ba, ngày bốn thì nó có vẻ khởi sắc hơn khi mà doanh số nó bắt đầu tăng lên và được mọi người biết đến nhiều hơn. Bên cạnh đó thì nếu mà nói về số lượng người chơi thì mình sẽ nói là số lượng người chơi lần này hoàn toàn là chỉ là ở mức đủ chứ không phải là nhiều, mà thay vào đó là hầu như mình bắt đầu một cái là rất nhiều người tham gia với mục đích là chỉ để từ thiện và đóng góp chứ không phải vì mục đích tham gia giải đấu. Thì cái số lượng người chơi đó thì mình cũng có tính trước, nhưng mà nó lại nhiều tới nỗi mình không ngờ như vậy. Doanh thu của quỹ, mục tiêu của nhóm mình đặt ra ban đầu chính là chỉ nằm ở mức 1 triệu đồng, nên sợ nó chưa có vượt qua. Đây là doanh thu thực tế, nó may mắn thì sao, đây là nó nằm ở mức 1.061.000 đồng, và hiện tại quỹ đã hoàn toàn được chuyển tới tổ chức từ thiện. Như các bạn thấy trên hình là đây là một phần của những người đã tham gia cái dự án này, và những người trên đó có một vài người đã không biết tên, tại vì khi mà họ gửi cái bản quỹ cho mình thì họ không có ghi dấu, nên là với cái mục đích tôn trọng thì mình sẽ không ghi tự ý ghi cái dấu vào để tránh khi mình lẫn họ tên, hay là mình sẽ để nguyên cái tên của họ lên đó. Mọi người sẽ hơi thắc mắc vì sao mình không để cái chi tiết về những cái việc chuyển khoản hay là việc tài khoản, tại vì mình thấy đó là những hình ảnh đó nếu mà để mang lên một bài báo cáo thì nó sẽ hơi là nhạy cảm hoặc là nó hơi gây chủ động một xíu, nên là mong mọi người thông cảm ha. Và ở trên màn hình là mình những người đã tham gia đóng góp, những người tham gia giải đấu cũng như là những người không tham gia giải đấu nhưng muốn đóng góp cho cái quỹ từ thiện này. Sơ đồ thì giải đấu của mình là sơ đồ loại trực tiếp, khi mà những người tham gia mà thu vòng nào sẽ bị loại ngay trực tiếp ở vòng đó. Và mình giải thưởng của mình phân ra làm ba loại, ba hạng là hạng nhất, hạng nhì và hạng ba.
Và sau thời gian thì may mắn là dự án của mình cũng đã hoàn thành rồi, nên mình sau dự án thì mình cảm thấy là ngoài kia cũng rất là nhiều người đang cần sự giúp đỡ, và có nhiều người đôi khi mà họ không gặp may mắn trong cuộc sống, nên chính vì thế mà họ cảm thấy hơi bất công khi mà cuộc đời đối xử với họ như vậy. Thì mình mong là sau dự án này mình muốn mọi người không phải để nhớ tới tụi mình như là một nhóm thực hiện giải đấu, nhưng mà mình muốn tụi mình ảnh hưởng tới mọi người ở cái phương diện là một nhóm thực hiện cái giải đấu từ thiện, là với mục đích từ thiện. Nên là mình mong mọi người sau giải đấu này, những người mà đã tham gia, những người hoặc là những người biết đến giải đấu của mình sẽ dành phần quan tâm nhiều hơn đối với những người ở ngoài kia, khi những người mà cần sự giúp đỡ về mặt tài chính hay cũng như là những người cần giúp đỡ về mặt tinh thần, và đó cũng là mục đích chính của giải đấu của mình. Câu mọi người đã nghe.